cũng đã qua nhiều năm bà con kiều bào hải ngoại mình là ra bà con ra sinh sống ở hải ngoại mình đó, tiếng kiều bào thì một số bà con nghe tiếng kiều bào bà con rất là ngại ngùng tự lành, mong bà con lúc này hãy cùng nhau ủng hộ anh Ken Ken Nguyễn trên trang của nhiều có chia sẻ bài của anh Ken Nguyễn. Đồng tiền của bà con vừa chuyển về Việt Nam cho không có muộn, tới đó không muộn, mình chính tay đồng
đầu tiên của bà con. Gặp đâu tôi cho đó. Cái đó là máu xương của bà con đổ ra, cực khổ của bà con đổ ra. Và những mình đi ra kinh doanh đó, mình sống với những người nhiều khổ, khổ nhục đó. Thì lấy những đồng tiền khổ nhục của bà con đó để trao lại cho đúng chỗ, đúng cái danh dự, đúng nghĩa của cái người nhận đồng tiền đó. Còn những người mà đang phá hoại đất nước mà bà con không khách nào cho nó, mà sợ sệt nó đưa tiền cho nó, thì bà con đang tiếp tay với nó. Như hôm nay gửi đến bà con kiều bào mình, bà con đang sinh sống tại hải ngoại, bất cứ ở đâu trên toàn thế giới. Thì ở đây cũng nói tới con Lisa, nó đang khủng bố anh Lo Minh. Nó giờ hiện tại giờ nó cũng rất là cũng sợ bà con, nó cũng sợ lắm. Thấy nó bắt như vậy không? Ừ, đúng rồi. Thấy
có đụng tới tao nè, mày đụng tới tao, anh em tao là bị chết rồi nè. Tối ngày là nước suối ba sạch không đó bà con, thấy chưa? Bà con xin gửi bà con ở chỗ anh Lâm Minh thì và bà con Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ, bà con thấy nó nguồn ra nó xúi những cái người dân mà thiếu hiểu biết là những người gọi là xì ke ma tí đó bà con, ở trong nước là những người mà xuyên ăn nhát làm xì ke ma tí, tưởng đâu mà đi Mỹ là thiên đường, đi ở đâu bất cứ họ đâu có nghĩ đi Mỹ là cũng đi làm công nhân cũng như những người ở trong nước mà đi làm công nhân đâu, họ yếu thiếu ý thức, tại vì đất nước Việt Nam phát triển còn chậm hơn các đất nước khác, thì bà con những đứa em đó nó còn thiếu hiểu biết, nó học đừng quê mà đào cùng lễ thì biến mẹ mày đi nha, thì biến ra khỏi nhà tao đi, cái thằng quỷ sứ, mong bà con anh chị em mình nên ủng hộ anh cho mình, thì những người mà như đào cùng lễ cái đầu xuyên ăn nhắc làm là bà con cứ ở tưởng đi Mỹ là thiên đàng, rồi nghe lời những đứa khủng bố như Lisa đồ đó, khởi đầu đi tù đi tội hết 12 đứa rồi, bây giờ những cái đám mà khủng bố này nó xuống thêm ba con nữa đó, ba thằng mà lỡ như khủng bố anh Lô Minh nữa đó, thì nhưng kêu gọi bà con đang sinh sống tại Mỹ hãy ủng hộ anh Lô Minh, cũng như anh Lô Minh góp tiếng nói là để dạch mặt những cái đám mà chống cộng cực đoan các bà con. Ở đất nước Mỹ bà con cũng đang cũng có cảnh sát đi bảo vệ bà con như đã trong mặt nước Việt Nam, bảo vệ còn nghiêm ngặt hơn, thì chiến kêu gọi bà con mình nên hiện nay bây giờ đất nước Mỹ cũng an ninh rất là chặt chẽ, chiến kêu gọi bà con hãy đứng lên không cho tiền bọn chúng nó nữa, cùng tiếng nói dành lớn dành bé đánh đấm đánh giặc trên mạng truyền thông cũng dĩ nhiên chứ không thì anh chị bà con
nó sợ từ trước đến nay. Tại sao mà nói nhận được mấy tiếng nói từ anh chị kia mà hôm nay mà anh Ken dám lên tiếng nói, bây giờ tao đợi tao cờ tao quắt tao dám lên xe tao như vậy đó, bọn chúng mày làm gì tao? Tao vẫn làm như vậy, đất nước tao, Việt Nam tao trong trái tim tôi, thì tôi tôn trọng lá cờ Việt Nam tôi, sống ở đâu bất cứ ha. Anh Lô Minh cũng vậy, mà gì mà nó lên nó khớp tiếng nói người ta, nó hầm nó hụt người ta, nó chém giết tao, tao đâu đụng chạm gì tới nó. Buông cái nó chà đạp người Việt Nam thì những anh chị này nó ở những người Việt Nam vậy, tại sao bị chà bị đạp, bị nó sợ bị nó dấp. Còn ăn xin ăn mày, đó là nó nói là ăn xin ăn mày ở Việt Nam có, còn nước khác không có. Thì bây giờ anh Lô Minh quay những chỗ đó thôi chứ có cái gì đâu, cũng chưa bao giờ chà đạp ai hết. Vậy mà nó lên nó cũng ăn hụt người ta, hâm dọa người ta được cái gì đó. Hiện nay giờ bọn chúng nó rất là sợ, và con thấy đó, ở trên đất nước Mỹ hiện nay nó cũng vẫn sợ cộng sản. Hiện nay giờ bà con trên đất người dân Việt Nam mình đang sinh sống tại Mỹ, bà con ơi, hiện tại giờ bọn nó bên đây mấy anh mấy chị cô bác rồi ghét nó, ghét cực kỳ là ghét nhá. Nó lỡ nó làm khó làm dễ lắm Duyên ơi, Duyên ơi, nó làm khó làm dễ lắm. Nó làm khó, lỡ nó xin tiền rồi thấy không cho tiền nó hết kiếm chuyện, rồi nó bắt làm theo nó thế này thế kia. Trong khi mình làm ăn mình không muốn đụng chạm tới nó, thật sự ghét lắm. Bà con hải ngoại đang sắp băng cơ liên, trời ơi, nó đang sinh sống trong tiểu bang đó, người ta ghét nó cực kỳ. Bà con thấy đi đó, vì chỗ đó những người mà đang còn hiện đại đây thì đang ái ngại sợ cái tụi nó, bà con lên tiếng chẳng gì mà phải sợ cả. Đó, bà con thấy anh Lô Minh không? Một thân là một mình vẫn lên tiếng nói đập tan luận điệu của bọn chúng nó. Bà con thấy mình là người dân đó, Việt Nam, mình là con dân Việt Nam. Việt Nam lúc nào trong trái tim tôi thì mình cứ mạnh mẽ, mình cứ mạnh dạn lên, mình cứ đập tan lên luận điệu nó, bẻ luận điệu của nó. Mày nói sai không? Tao sẽ lên, tao bẻ luận điệu của mình. Tất cả nhiên xài hiện nay giờ nhiên xài thì cũng thấy chút an. Thì bà con bên bang tiểu bang Cali có những cái thông tin, những cái thông tin gì xấu đó bà con, nó đang quýnh lộn, nó giành trai giành gái, hay là nó đang giật khách gì đó bà con. Bà con quay những cái đoạn clip đó gửi trên Messenger cho Nhiên, Nhiên đăng lên vạch mặt cái đám bao que xỏ lá đó 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 bà con. À, nhiều bà con gọi điện đó rồi nhắn tin, chị ơi em ghét lắm. Nhằm khi nói những bà con nói nè, người trong nhà với nhau luôn ha, người trong nhà luôn. Nói gì nè, cũng bà con như họ rồi kết kết bạn, nhưng mà không có kết bạn mà gửi qua tin nhắn. Mấy ông chấm cộng mà ở tiểu bang á là có dính tới đó nhưng à, mấy ông ghét con dữ lắm. Hỏi sao mà ghét? Tại vì con lên á chửi mấy ông, mấy ông già rồi mấy ông làm cái gì. Nhưng hay chửi mà mấy ông chửi mấy ông chấm cộng mà lên cứ đọc 2018 rồi lật đổ 2016 2017 năm con gà sẽ đá cộng sản, rồi tới năm 2018 lật đổ cộng sản Nguyễn Duy Tăng đồ đó, mấy ông chấm cộng nói đó. Thế Nhiên lên đây nè, ông già thì ông làm được cái gì vậy? Chỗ đó Nhiên nói Nhiên mà ông ghét Nhiên hả? Mà ông cứ ghét Nhiên, Nhiên cái câu nói đó đó ha, mà ông ghét. Thế giờ là hiện tại vậy mà ông nó ghét Nhiên chứ thật sự. Tại vì có con nhỏ quê mùa này đi lên mạng xã hội, cái tiếng nói nó rất là thân thiện với bà con. Vì chỗ đó bà con mới kết nối gần với Nhiên, rồi bà con cùng với Nhiên lên tiếng nói đập tan lực điệu. Bà con thấy bước chậm trước năm 2017-2016 thì đâu có vụ mà anh em cờ đỏ mà lên đây trên mạng cộng đồng mà bẻ lực điệu như nó vui như ngày hôm nay vậy. Trước đó ít lắm. Khi sau này Nhiên bước lên rồi bà con thấy là ồ, con nhỏ thấy tộc Nhiên đó, nó ở dưới quê nó nghe mà nó ít ăn ít học đó nghe, mà nó còn lên nó bẻ lưỡng điệu, nó còn chửi rồi đặt tao quen, tại sao mình không làm. Nhưng mà bà con cứ nhảy lên theo, cứ càng ngày càng nhiều bà con lên. Bà con thấy không, trước kia giờ anh Long Minh đồ cũng lên những cái kia thôi, cũng chưa có lên cái cây Facebook này cũng chống lưỡng điệu. Tới khi mà Nhiên lên rồi mấy anh cũng nhảy lên luôn. Anh nói Nhiên nói chuyện cũng không có được lưu đó, rồi nói chuyện cũng không được hay gì quá, mà nó còn mạnh dạn lên gì. Mấy anh nghĩ mình cũng nói được, thôi bây giờ mình cũng lên góp tiếng nói cùng với nhỏ em đó. Và bà con cũng vậy, mình cùng góp tiếng nói với con nhỏ em đó, với cô Tài Nguyên, rồi chú Thanh Sơn, người bác Trần Ngơ, cùng nhau tất cả tặng tặng rồi cùng nhau lên tiếng nói luôn. Ngày xưa Phượng Nguyễn nè, cũng
cũng đi đấu tranh ở trên những cái diễn đàn khác, cũng đâu có lên tiếng nói. Vì chỗ đó Phượng Nguyễn nó cũng thấy chị Duyên bà cũng thật thà, bà học bà cũng nói không hay rồi, bà còn dám mạnh dạn lên nói. Bây giờ sao Phượng Nguyễn cũng gọi cho mình, hai chị em cũng hỏi ý kiến rồi lên luôn, Phượng Nguyễn lên luôn, rồi tất cả chị em cùng lên tiếng nói ở đây. Rồi chị Nguyễn Hải nha, cũng chị Nguyễn Hải mình lôi lên nữa ha. Chị Nguyễn Hải, chị Duyên ơi, chị ngưỡng mộ em với anh Phước lắm. Thì chị Nguyễn Hải cũng có nói anh chị em lớn tuổi rồi, chị Nguyễn Hải, chị Thái Nguyên thì ngưỡng mộ em quá. Tại sao em thật thà vậy mà em cũng cắt lên tiếng nói chửi bao que chị được? Rồi bắt đầu chị Nguyễn Hải vô chơi chơi bình luận nổi máu, anh Hùng lên cũng bay lên với Duyên cùng tiếng nói luôn đó. Bà con thấy không, bây giờ mình đã đập tan luận điệu bao que được thì mình đã thành công. Năm nay từ năm 27 giờ mình đã có tiếng nói thành công trên mạng xã hội rồi. Thì mong tất cả bà con cô bác và những đứa em càng nhỏ tuổi mà lên mạng truyền thông đập tan luận điệu bao que nữa thì còn tốt, không có gì là còn tốt và hay không thể nào mà vui nữa. Chỉ mong tất cả anh chị em mình cùng góp nhau lên tiếng nói để mà đập tan luận điệu bao que. Anh chị nên nhớ rằng những anh chị mà đang sinh sống tại Mỹ, anh Lô Minh Ken và tạp chí Lisa Vũ đồ đang sinh sống tại hải ngoại mà còn lên tiếng nói không sợ kẻ thù trước mặt, cứ lên tiếng nói đập tan luận điệu tụi nó không bao giờ sợ, thì anh chị em mình nên học hỏi những cái tánh mạnh mẽ của anh chị đó, thì mình nên mạnh mẽ hơn một tí, mình đi lên đập tan luận điệu, chứ đừng có gì một cái nhỏ nhặt là nghi ngờ lẫn nhau. Anh chị em chúng ta đã có tiếng nói trên đây rồi thì cùng nhau, cùng chung lòng với nhau, đoàn kết với